chúng nó không biết gì về đất nước Việt Nam mà chúng nó nói cứ như là đúng rồi, cứ như là chúng nó đang sống ở đất nước Việt Nam. Thế có tài không? Như có đôi khi mình là người Việt Nam, mình ở trong đất nước Việt Nam mà có những cái chuyện nó xảy ra ở ngoài Hà Nội, ở ngoài miền Trung, ở ngoài miền Tây, ở dưới miền Tây, thậm chí là mình còn chưa biết nữa. Thật sự mà nói vậy đó, nếu mình sáng mình không đọc tờ báo hoặc là mình có những cái báo online hoặc là những cái bản tin online chính thống của nhà nước mình đưa ra thì thật ra người dân người ta cũng không để ý tới. Người ta lo làm, người ta kiếm cuộc sống cho gia đình người ta, cho bản thân người ta, lo cho con cái sáng là bận rộn, lo cho con cái đến trường ăn học rồi này nọ đồ, đâu có ai mà quan tâm đến ba cái chuyện tàu lao mới lao đó. Đúng không? Chứ chỉ có mình là những người lao động bình thường nữa, hay là số anh chị em mà cũng buồn buồn rảnh thì nghiên cứu chơi rồi cho biết vậy thôi, chứ thật ra thì cũng chẳng có hề hấn gì. Tôi xin lỗi, đất nước này vẫn thanh bình, vẫn ngày một phát triển đi lên, chứ đâu có bị sức mẻ miếng nào đâu. Nhưng mà càng như vậy thì mình càng thấy tụi nó ghen tức. Và mình cho rằng, xin chào bạn Phạm Minh Tiến, không biết mình có cái ý nghĩa này, không biết các bạn thấy có đúng hay không. Bây giờ mà mình nghĩ rằng là nó ghen tức thôi, chứ thật ra nó cũng muốn về đất nước Việt Nam mình. Nhưng mà nó thấy cũng giống là bây giờ các bạn để ý đến một người nào đó ở đời, người ta nói ví dụ như mình, người ta giàu thì tự nhiên mình thấy mình ghen, mà người ta nghèo đi thì mình ôi mình có lòng biếng quá, mình cũng không thích giao du cho lắm, đúng không? Trên thực tế nó là như vậy thôi. Thì tụi nó cũng nghĩ về Việt Nam cũng như vậy thôi. Nó thấy đất nước mình giàu quá, không phải là giàu nhưng mà ngày một phát triển theo cái xu thế của xã hội, theo cái xu thế của thế giới. Đâm ra nó ghen, nó tức. Bởi vì nó nhìn lại cái thân phận của nó, phải sống vào một kiếp lưu vong. Nó đâu có quyền quyết định gì trên đất Mỹ đâu, đúng không? Mà nó cũng không có được quyền đòi hỏi bất cứ một cái gì trên đất Mỹ cả. Bởi vì chúng nó là cái người lưu vong, ăn nhờ ở đậu, làm sao mà có quyền mà đòi hỏi và kêu rằng là ăn mày và đòi xuôi gất được, đúng không? Người Bắc họ có cái câu rất hay, là rất là vui, là ăn mày và đòi xuôi gất. Cho mày ăn, cho mày ở, cho mày công ăn việc làm, là mày phải đóng thuế. Cái đồng tiền thuế của nó sẽ đi vòng. Khi sau này mày không còn làm sức và lao động được nữa thì trả lại cho mày thôi. Đúng không? Còn ngoài ra mày không có một cái chế độ gì mà mày cũng không có được quyền. Các bạn biết đó, mình thì mình cũng không rành, nhưng mà mình cũng hỏi những người lớn tuổi ở bên Mỹ, họ sống mấy chục năm nay rồi. Vâng, mình ngưng để mình mời một người bạn lên. Chào Huy Nguyễn ạ. Vâng. Thế là nó vậy thôi. Mến chào bạn Thái Ngọc Nhiên. Hôm nay rất là vinh hạnh được rồng đến nhà Tôm nha. Không phải, và, tại chị á, em mà gặp anh live stream á là em vô liền à, tại vì có em là bao que nó nhào vô à, anh đợi tính đi. Em có em nhào vô là bao que nó nhảy vô nhà của bà chị Tường nó bển rồi, bây giờ để em mời nó tiếp để em chia sẻ bài lên. Bao que nó vâng. Mình cũng thấy ngộ lắm bạn ơi. Nhiên cái lũ này mà nó thấy nó đàn ông con tay mà sao nó cứ kiếm cái diễn đàn một phụ nữ nó vô ăn hiếp không à, như diễn điền của diễn đàn của bạn với lại của bạn Hiếu Ngọc nó lấy vô ăn hiếp không à, mà mình mời nó sao nó né mình hoài à. Mình thấy mình cũng chắc là nó coi nó nghĩ là mình nói xàm quá, nó không có đủ trình độ với nó. Mình cũng mong nó vô là mình mời nó lên, anh em muốn cà phê nói chuyện cho nhau nghe, mà không thấy nào vô chứ cũng ngộ vậy đó. Anh cứ mời em nói anh cứ mời em là có bao que thôi nha, bao que rồi, em dữ lắm. Ta nói em mà đi tới đâu á là bao que nó chạy theo ầm ầm tới đó. Đúng rồi, bao que nó chuẩn bị vô đi kìa, chuẩn bị đón tiếp nó. Vâng. Nhưng chào anh Tư. À, em chào rồi, anh chào mọi người trên diễn đàn. Xin chào tất cả anh chị em này nè.
Ba que ha. Ba que nó cay cú lắm. Em kêu nó nè. Chết, nó muốn giết được, muốn lập được cộng sản á. Đấy đấy đấy, ba que nhào vô rồi kìa. Ba que nó chào bạn Phát Lộc Lê. Trời ơi. Mình nhớ bạn cũng từng trong đó bạn chui da mà. Trời ơi, ai cũng trong đó chui da mà bạn. Đúng không? Mà như bạn chưa được lột cho nên thấy mặt bạn dính cái gì đó. Vô cạo đi ông nội. Vô cạo giùm con đi cha, để cái mặt dính mấy cái sợi gì ghê quá à. Trời ơi, diễn đàn người ta sạch sẽ đi, để cái mặt dính mấy cái sợi gì nó đen đen kỳ quá vậy. Vô cạo ông con đi ba. Thì ra nói chuyện, cạo sạch sẽ, rửa mặt mày ra đây nói. Tại bạn mới trong chui trong đó ra cho nên bạn biết rõ quá. Vô cứ cạo nha, rồi ra nói chuyện nha. Ra mời lên nói chuyện cũng được, phải chơi nha bạn em. Rồi vô đi, Phát Lộc Lê vô đi. Vô cạo mặt đàng hoàng đi để dính à. Nguyễn, ai nữa? Nguyễn Nguyễn vô mặt dày Thì đó chuyện có vậy thôi à. Anh Dũng, thì, anh Dũng. Dạ. Anh thấy em vô nhà anh thấy vui không? Thấy vui, đang buồn. Đang ngồi tám với lại bà con, cô bác với chị em ở trên diễn đàn mà thấy thằng Duyên vô là thấy ngôi nhà mình nó giống như là giống như con Lisa mà nó vui như ngày chạy hội. Em nói anh nghe nè. À, em nói ba que anh biết sao không? Ba que buông ra. Tao ở nước Mỹ là tao khôn lắm. Tao ở nước Mỹ tao văn minh lắm, tao khôn lắm. Yeah. Đây. Yeah. Đây. Thì đúng rồi, nó ở bên đó nó khôn lắm Nhiên ơi, mà có điều nó khôn liền á, nó khôn liền liền ha, nó không có lúc nào mà nó không khôn hết trơn á. Anh chủ tên gì vậy? Anh tên là Quách Dũng chứ không phải là Quách Dũng nha. Quách Dũng là cái thằng giết mình là khác, còn Quách Dũng là anh hùng xạ điêu là khác, còn Quách Dũng là anh hùng nằm ở dưới Hán là khác. Thông báo với cả nhà ở đây là anh hùng xạ điêu Quách Dũng. Ông quên lộn Quách Dũng. Ông để cái tên ông lại đi ông ơi. Đấy. Ông có tên đó, tên của mình ngày xưa giờ vậy đó, Quốc á. Quốc. À, Quốc á. Cổ Quốc á. Đây. Em nói anh nghe gì nè, ha. Anh em chúng ta nó đã lên 41 năm đã chữ đất nước mình không còn gì hết. Anh em nó nói nè, phụ mẹ mày Quách Dũng, mày cho địa chỉ nhà mày đâu đi, tao lỡ tao giết mày, vợ con cháu chắc mày tao giết mày. Biết chưa? Hay. Trời ơi, khoan trời chút, giờ qua đây. Đó, rồi xin lỗi các bạn nha, tại vì đấy, mình lúc đầu mình làm mình lên mình nói chơi thôi, vậy mà nó âm, nó hỏi nó ở đâu, cái nó ở Tây Ninh, cái mình mới nói trời ơi, Tây Ninh xa quá à, kìa có tiền xe xuống gặp mình không, hay là có súng ống gì không, chứ còn mà đi Tây không mà xuống đây cũng không làm gì được đâu. Cái hồi đã cái chuyện qua nó nói nó ở là chợ An Đông, cho địa chỉ đi, nó tới liền. Nó trời ơi, An Đông gần quá, thôi để tao chạy ra cho. Mày cho tao nó hỏi mày làm gì, nó tao chạy xe ráp rồi mày ra đây gặp tao, nó chờ mày cho tao bạc số xe đi, tao chưa biết mặt mày, tao cũng không biết số xe mày, sao tao gặp mày được. Tao đang uống cà phê mình, tao buồn quá muốn ra rượu về uống chơi, trốn mất tiêu luôn từ đó nay luôn, không thấy hẹn hòi nữa chứ. Trời, sao ghê vậy đó. Cái chiêu đó bây giờ mình chặn nó mà nó quánh vô mồm, nó quánh 41 năm rồi, hồi năm ngoái là 42 năm, năm nay là 43 năm. Khi mà em lên rồi bà con mình ùn, tao nói là ùn lên chữ bao que, tao nói chữ không còn nước gì hết trơn. Anh coi nó quánh vô mồm, em lên em chửi nó mà em chẳng có quen anh em nào hết. Nó lên rồi tao giết này Thái Ngọc Nhiên ơi. Tao nói giết rồi nó làm đủ thứ trò hết á. Mà em nói anh á, cái mà nó đòi giết em, giết mà phải lâm giò của em học càng ngày càng nhiều. Chân em đi càng ngày càng dày lên nữa. Thấy không? Tao quen. Anh nói không biết. Mình cũng định gặp Ngọc Duyên, mình hỏi cái vụ Quách Dũng mà kỳ đó, nó kiếm bạn đó. Nó kiếm bạn mà mình thấy mình mắc cười. Thì cái lúc đó mình cũng có trên Facebook, mình mới hỏi nó là
mày đi kiếm được Ngọc Nhiên chưa? Nếu mà kiếm được mày cho tao ké một cái hai cái coi, cái nó tưởng mình phe nó đúng không? Cái nó nói trời ơi, kiếm được rồi đại ca, nó là kiếm được rồi ạ. Mày đang ở đâu vậy? Nó em đợi ăn ở An Giang ngay cái xóm của Ngọc Nhiên luôn. Nó ủa cái xóm này tao thấy nó quen quen ta, giấu ở dưới Củ Chi nó cũng có cái đồng lúa về, hay là mày đi Củ Chi á, mày uống bò sữa ở dưới Củ Chi á, tao thấy cái đồng lúa này chắc ở dưới Củ Chi. Nó không có đâu, có cái bà này là chút xíu bà ra để em hỏi nhà Ngọc Nhiên cho. Cái bà đó bà ra và nó nhà Ngọc Nhiên ở đó, nó nói má, nó cho má nhiêu tiền vậy má, tự nhiên má nói Ngọc Nhiên đâu đó má, nó Củ Chi mà, cái này chỗ này con quen quá mà, con ngồi gần chỗ má mà, con đang ngồi con ngồi con chơi gần chỗ má mà. Cái nó im luôn, nó tức quá, nó quay qua chửi, nó mày ở đâu mày xạo chửi quá trời nó quá đất luôn, cái mình cũng chạy mất tiêu luôn. Trời ơi, cái chiêu này cũng giống như hôm qua mình vô cái diễn đàn của bạn Lưu Nguyễn. Cái chiêu cắt ghép video này tụi nó còn dở lắm bạn Nhiên ơi. Theo mình biết á, mình thì kinh nghiệm mình không có nhiều, nhưng mà mình biết nó cắt ghép chứ phải không. Tại ngày xưa mình làm trong tiệm nét mà, mình cũng không rành về tin học, nhưng mà mình biết chứ phải không. Mình cũng chuyên môn mình phá mấy cái trò này hồi bên còn bên Yahoo à, mình phá ghê lắm. Chứ không phải là hiền, bây giờ già rồi mình không có chơi với trò nít đó thôi. Hôm qua nó đưa cái tòa án ở bên Đức, nó đưa lên nó khè cái ông nội Quy Nguyễn, mà tôi nói mắc cười, tôi trợn mắt trợn mày, tôi vô tôi coi, mà tôi cứ nhìn vô tại cái màn hình nó nhỏ quá không? Tôi nói ủa cái thằng Mỹ thì thấy nó quen quen ta, nó ngồi mà sao mà nó mặc áo vàng vàng, cái một hồi cái nó đưa cái iPad của nó lên, cái mình thấy thủ tướng của mình đang đứng bắt tay với ông nào ở góc trong, mình nói ý sao cái này thấy quen quen ta. Mà sao mà nó, tức là nó lấy một cái đoạn clip mà lúc thủ tướng mình qua gặp những cái doanh nghiệp á, để mà ký hợp đồng ở bên đó. Nó lấy cái clip đó ra, xong rồi nó đưa cái ông nội nào mà áo vàng vàng, xong nó đài AFE nó mới lồng tiếng vô. Nó nói là tòa án ở Đức, cái đó đâu phải là tòa án của Đức đâu, cái đó là cái phòng họp. Cái mình nói thôi rồi, được rồi ông nội ơi, ông dẹp cái iPad ông đi, ông ghép cùng vợ quá. Ông ghép ông để dính từ thủ tướng của tôi vô trọng luôn. Thủ tướng tôi đứng bắt tay đàng hoàng, ông thấy không? Mai mốt ông trước khi ông ghép ông đưa lên ông khè người ta, ông phải coi lại cái ghép của mình nó có bị sơ hở cái gì hay không. Trời ơi, ông ghép gì mà dở ẹt à. Mai mốt ông muốn gì ông kêu ông phone cho tôi dạy cho ông ghép chính xác luôn, cắt chính xác luôn, cắt gì mà còn để hở lưng hở đồ của tao da như vậy vậy đâu được. Em nó quê quá đó. Em nói anh đây nè, em thề rồi, em nói ba que trong cái diễn đàn mình có một hai đứa ba que, tụi bay nghe được tao nói thì mày phải lóng luôn tai tụi bay nghe. Bay lóng luôn tay chó, tay trâu, tay bò ra bay nghe. Bay mà gặp má Thái Ngọc Nhiên tụi bay là bay xấu số. Tao nói yêu cầu giá. Chào cô Nguyễn Hoa. Thì nói bà chung là thì tụi Dũng với bà con mình nè, nói em giấy chờ với Phật ở trong ở chỗ An Giang, em có một thằng nào mà nó lên livestream nó nói là nó phản động đi, em biết địa chỉ nó đi. Em nói từ sáng tới chiều em cầm cái máy của em quay nó đụng quá thì phản động á, em quay ngày nào cũng cúng cái mặt nó lên cho bà con hết. Ngày nào em cũng là quay cái mặt nó lên hết. Chứ đừng có nói mấy anh chị mình chơi cái chiêu gì đi, mình chỉ cho. Cảm ơn cô Nguyên Hoa. Đấy, con chào cô Nguyên Hoa. Mình anh chị em mình đã... kêu gọi gì nè anh Quốc Dũng. Anh em chị em mình kêu gọi gì nè, bây giờ anh chị em mình đi lùng. Bây giờ trong nước mình đứa nào là dân chủ mà lên mà nói là chắc độc hại ăn cái này kia kia nọ để mà mình chống phá nhà nước đó không? Anh chị em mình đi kiếm nó, bắt đầu không làm chân á. Nó ngủ cà phê anh kia, cái mình ngồi đây mình quay clip lên chơi á. Mày là phản động không? Chữ mày cái bản mặt chống chậu mày. Ngày nào cũng chữ nó hết. Đấy, chữ cái mặt phản động nó lên cho bà con biết. Đấy. À. Không, bây giờ ví dụ như mà thấy nó mà nó quậy thì dễ thôi mà, nó có gì đâu. Như mình cũng nói tụi nó, nói bây giờ á, mình chỉ cho tụi nó có hai cách là lật đổ được phạt luôn. Mà nếu mà tụi nó làm là mình đi theo luôn á. Bây giờ bỏ diễn đàn luôn, bỏ yêu bác yêu đảng luôn, mà nó làm được là mình đi theo. Có hai cách thôi, mình chỉ hết rồi. Là cách thứ nhất á, là bây giờ muốn dễ lắm. Cứ thằng nào về đây, ở bên kia đó về đây, cứ cởi trần cởi chuồng chạy từ sân bay Tân Sơn Nhất ra tới Dinh Độc Lập, đã đạo cộng sản, cứ vừa chạy cởi chuồng rồi để cởi trần cởi chuồng nha, chứ còn bỏ quần áo là không chơi à. Cứ cởi trần cởi chuồng vậy đó, đứng vừa chạy vừa la lên là mình bỏ diễn đàn, mình chạy theo tụi nó liền, mình cũng cởi ra luôn, mình chạy theo luôn. Em nói anh rồi, từ đây đó tới 2020 thêm 2 năm nữa, anh chị em chúng ta nhiều cái
nhiều cái mưu trí chiến lược rằng mà chúng ta đánh Ba Quang nhiều cái mưu trí hay lắm. Nó nói là đó, mình ra cái chiêu đó, đó mình rủ rồi đó chứ bộ, mình rủ thằng Tực nè, mình rủ con Lisa Phạm nè, rồi mình rủ tùm lum hết trơn á, mình rủ hết á, Benny Trương đồ, Tân Thái đồ, rồi cái đám con Thùy Dương đồ, trời ơi hot girl Thùy Dương đúng không, em mà về em cởi ra hết mà anh với em cùng chạy là bảo đảm cộng sản nó chạy hết rồi. Xion nó không dám về đó, mới khổ vậy đó. Tại vì ở bên đây biên hòa đó con. Chi-on, Sonny Trần đồ, toàn là những hot girl chống cộng không à. Cái này biết là Chi-on quan tham nhũng nha, để cho nhà báo an ninh chính quyền bắt nó, mày biết chưa, không có đỡ tới mày đâu. Nhà báo hay lắm mày thấy không, nhà báo hay cực kỳ, không bao giờ qua mắt được nhà báo chính quyền và các đài truyền hình, nghe không? Chi-on hả? Chi-on chào bạn. Bạn ở bên Mỹ ở đâu? Nếu mà bạn ở bên Mỹ thì giờ bạn về bạn hỏi ông Trump của bạn đó, trốn thuế năm bao nhiêu. CIA nó đang tìm ra đó, mai mốt nó lôi đầu đại ca của bạn Hiền ra, nó làm việc bây giờ. Chi-on đại ca Trump á, chị ở bên Mỹ ở đâu? Sẽ nói cho các em Chi-on mà dân chủ ở trong nước nghe nè, 2018-2020 là các em sẽ đói. Đối với chị Nhiên nha, bây giờ chuẩn bị đi lo đi học nghề trước đi nha. Tới ngày mà 2020 đó, hai các em không còn nghề nghiệp mà lên đây mà sủa cào bằng phím nữa, thì các em đi làm công nhân mai đi, hai đi làm những cái việc gì đó đi, lương thiện đi. Chứ cái nghề chào Đinh Văn Nguyễn, một lần nữa mến chào quý vị và các bạn trên diễn đàn của Thái Ngọc Nhiên và của mình nha. Hôm nay mình hợp tác với lại bạn Hiền Thái Ngọc Nhiên. Em rồi. Ủa Sion đâu rồi, sao không? Ủa chạy về điều tra ông Trump mà hả? Về hỏi đại ca coi trốn thuế nhiêu rồi, lẹ lẹ đi, cứu đại ca đi. Mẹ trời ơi, lo gì tới Việt Nam nữa, đi rồi thôi, để Việt Nam đi, kệ đi. Việt Nam ta sao, để yên cho ta vậy đi. Hơi nào mà Sơn lo. Sơn võ nữa kìa. Ừ. Mặt tụi gì? Mà chiến lược. Ê, nghe nè, Sơn võ. Tao nói cho mày nghe nè, bây giờ mày suối cộng sản ha, đi đánh Trung Quốc định cho gói dọn hết nước lên đặng mày đi về, bọn của mày về chiếm chính quyền ha, mày chiếm được cái cộng công cưng cao nè, mày chiếm được cộng công cưng cao nè, cái mày ngồi đó mày âm mưu gạch gỗ của bọn chúng mày. Trần ơi, nghe bọn chúng mày nói tao mắc cười quá không, cay tao mắm không à. Em hỏi anh Quốc Dũng ơi, dạ. Anh Quốc Dũng cho em hỏi, ngọn gió nào mà thổi anh lên trên mạng không gian này tìm đến em gái này vậy? Mấy thằng này hôm nay nó không coi ngày, nó vô trúng một cái diễn đàn xong kiếm một bít rồi. Ô, bạn Sơn Võ cái gì? Tụi mày mà có chiến lược gì? Ủa chiến là cái gì mà lược là cái gì? Cái lược chạy đầu à ông nội? Ủa bận lược hả? Trời ơi, tao đâu có xài lược, tao chạy đầu đâu. Đúng không? Tụi mày... Bây giờ ngoài chợ nó bán đầy ra, mua mẹ đi ông nội, vô đây mà hỏi mượn lượt. Bây giờ 2018 bây giờ người ta dụi tóc không à, ta dậy ta cào ta vuốt lên ta đi rồi. Ta xài ta nhận năm số like, ai xài lượt nữa mà vô đây hỏi mượn lượt ông nội. Đi ra ngoài chơi đi em trai. Người ta xài ra ngoài chợ. Ta đi dụi tóc, người ta xài ngoài chợ mua lượt đi. Tóc không à, không ai xài lượt nữa đâu. Nói mày trời ơi, ra ngoài chơi em trai. Trời. Còn muốn xài lượt ra ngoài chợ rồi, tính tiết kiệm quá. Bây giờ này Việt Nam tối người ta kỵ, đâu có bán lượt đâu. Không? Rồi, em trai đi mất tiêu rồi. Không? Ngọn gió nào mà anh bay lên diễn đàn, anh chửi Ba Que để cho em ngồi dưới em cười vậy? Hả? Ngọn gió nào vậy? Đừng có nói anh Thái Ngọc Nhiên nữa nghe. Tại anh Thái Ngọc Nhiên này mà có anh trên mạng truyền thông này đấy. Đấy. Không? Rồi xưa cũng là chào Trần Minh Mẫn á. Vậy. Chào Nam Cường. Ngọn gió nào, cây khế trung đưa nào mà đưa ăn lên trên cái mạng truyền thông này chửi Ba Que cho nó ói máu vậy? Hả? Cây khế trung đưa nào vậy? Đung đưa đủ đỉnh nào vậy anh Quốc Dũng? Trời ơi, bà con chúng ta bây giờ sao mà lên đây chửi Ba Que nhiều được chẳng? Nói Ba Que giờ nó cay lắm anh ơi. Không, nói chung là mình không dám chửi Ba Que đâu Duyên ơi. Mình chỉ lên mình
mình dạy dỗ kệ đó, em cháu nó cũng khờ quá, mình cứ từ từ mình dạy cho nó. Nó đi chứ ba nó hồi xưa giờ nó lo nó bưng bô cho mấy thằng ngoại bang không, nó có được học hành gì đâu, cha mẹ có cho nó học hành gì đâu, nó bưng bô rồi xong rồi bây giờ là mấy chục năm rồi, giờ nó muốn học lại cái văn hóa, nó muốn học lại cái làm con người của nó, cho nên nó mới lên nó tìm chị em mình, anh em mình nó học chứ. Trang Cao nói gì? Người Việt Nam không đấu tranh cùng nhau mà cứ sủa lại. Bạn thấy lương tâm bạn bị chó cắn. Đấu tranh bọn chúng mày, đấu tranh bọn chúng mày đang lật đổ cộng sản này, lật đổ cộng sản này, Trung Quốc vô, Mỹ nó vô, nó cướp cái cộng sản này rồi, đang con tao đi làm bưng bô cho cái đám chó ngoại lai hả? Sao mày khôn dữ vậy? Hả? Sao mày khôn đấu tranh gì, hả Trang Cao, Cao Trang hả? Mày mở miệng. Trời, chắc cái này chắc là bạn đang cao là nữ rồi đúng không? Chân dài đúng không? Cao Trang. Chân dài mà sao cái não nó ngắn quá vậy bạn? Tự nhiên cái người Việt Nam mà không đấu tranh, đấu tranh làm gì? Có gì đâu đấu tranh. Trời ơi. Tự nhiên là đấu tranh cùng nhau hàng chi đặt cái tên Trang Cao, Trang là gái rồi đó. Cao tức là chân dài cao, cái não càng ngày càng ngắn đi. Không biết Mỹ đã dở. Hồi đó mình đã nói rồi, qua bên đó gắng mà học hỏi đấu những cái gì nó tốt. Qua nó học toàn cái gì đâu không, mà hàng chi não nó cứ ngắn đi hoài. Bị teo não rồi nè. Tự nhiên cái người Việt Nam phải đấu tranh cái gì? Có gì đâu để đấu tranh. Người ta giúp đỡ, người ta thương yêu nhau, người ta xây dựng đất nước, có gì đâu phải đấu tranh. Cô Nguyễn ha. Đấu tranh là đấu tranh với cái lũ tụi mày á. Cô Nguyễn, đúng không? Đấu tranh với cái lũ tụi mày á. Ngọn gió nào cho hai đứa con gặp nhau? Ngọn gió cái lũ tụi mày á là lúc nào cũng muốn cho cái đất nước Việt Nam này á là phải có chiến tranh. Thấy không? Gây ra bao nhiêu những cái tan tóc đổ máu, biết bao nhiêu người mất nhà mất cửa, biết bao nhiêu là những cái kịch khổ cho người dân. Hả? Xin lỗi, đúng không? Cao ngang, tưởng đâu cái đó là phải đấu tranh. Chứ còn người Việt Nam này bây giờ người ta sống hòa bình lắm, người ta yên vui lắm. Người ai người đó làm việc đó, người ta lo, người ta làm, ta xây dựng quê hương, ta xây dựng đất nước ngày một phát triển. Chứ đâu có gì đâu phải đấu tranh. Trang Cao nghe nghe ta đánh xe ta, trời ơi đánh tập. Giờ này đánh lộn xạ rồi ông ơi. Đánh xe ta luôn. Ai ai biết đâu. À, Trang Cao phê mình hả? À. Ừ. Sorry. Không, bà bạn nói câu này mình cũng nói là không, mình không nói bạn, nhưng mà mình xin lỗi. Mình cũng không biết bạn là sorry nha, đừng buồn nha bạn. À bây giờ bắn phát lọc lây nè, hai anh em mình chuẩn bị lên nòng bắn phát lọc lây nè, hai cái lây hồng, cái chủ cha. À đây để mình kéo lên, kéo cái này lên. Phát lọc lây kìa. Cái gì? Đứa nào đây? Phát lọc lây. À phát lộc lê hả? Rồi bây giờ mời Thái Ngọc Duyên xuất chiêu đi, xuất chiêu trước đi. Đây mình đệm đó, cái này phải để cho Thái Ngọc Duyên, cho sư Thái ra tay mới được. Trần mẹ cơ. Sư Thái ra chiêu đi. Tao đầu cứt tao đầu tôm phải không? Tao đầu cứt tao đầu tôm mà mày ăn tôm mày lửa cái đầu mày ăn không vô mà mày thấy là sao? Mày sao vậy? À, tôm gặp nhiều quá sao mày không giữ vậy ta? tao nói tụi bay nó ngu truyền kiến rồi, nó ngu thở rồi. Tôm tụi bay ăn cái gì? Tụi bay ăn có phải là ăn cái đầu không? Cái đầu có phải gặp nhiều không? Là cứt nó trên đầu nhiều tụi bay nói trời ơi tôm gặp nhiều quá ngon quá tụi bay ơi. Đúng rồi bà Thảo Nguyên. À, sang bên mẫn chị Nguyễn Dũng kìa. Bây giờ Nguyễn Dũng nói là nhìn mặt cù khờ mà lộng giả giả thú. Trời ơi, sao cái này phe tai phe địch là quốc á nha. Nguyễn Dũng để bình nha, tại nãy trùng tên với mình nè. Ta nói thiệt á, Nguyễn Dũng nghe nha. Nếu như tao và khù khờ vậy đó, đúng rồi, nhìn mặt là biết khù khờ rồi, không có đàn điếm như cái lũ qua que tụi mày được, đúng không? Đúng không? Lý còn lòng dạ giả thú, đúng rồi, mày nói sai rồi, tao đâu có giả thú đâu,
trên dạ phú mà tao chưa chưa có giết đồng bào tao đúng không? Em tao yêu thương đồng bào tao đúng không? Em đó, anh mày nè, mày nói lộn người rồi đúng không? Dạ thú là cái lũ tụi mày á cầm súng đi bắn vào đồng bào của mình chỉ vì ba cái đồng tiền của tụi ngoại bang nó cho tụi mày, nó bố thí với tụi mày, đó mới gọi là dạ thú, phải không? Đúng không? Bởi vậy cho nên á, mày nói tao, mày tao cũng dũng, mày cũng dũng mà sao mày mày dũng của mày mà nhìn mặt mày điệu cán quá mà còn ác hơn dã thú nữa. Ê, chơi Nguyễn Dũng trả lời câu này được không? Ê, Nguyễn Dũng, để tao trả lời cho mày nghe nè. Mày thấy ngày xưa cộng sản tụi bay chơi là nó đồ ngu không? Tụi bay chơi đó là cộng sản đồ ngu không? Tao chấp nhận, tao cho tụi bay, tao giả nai, tao giả ngu, tao giả khùng, tao đánh cho tụi bay tuột quần. Tới ngày hôm nay tao đi lên trên mạng chuyện không, tao cũng để cái mặt tao tự nhiên giả bình thường. Bạn cho tụi bay tối ngày tụi bay cứ coi thường cộng sản. Cái loại mà coi thường cái cộng sản đó, tụi bay muôn đời muôn kiếp tay khinh thường người ta, giúp cuộc người ta quánh tụi bay, ta đặt đánh úp tụi bay. Tụi bay chạy chết con đỉ mẹ tụi bay luôn. Thấy không? Cái tội tụi bay chơi không? Chơi ngu đó ha. Cái tội 40 mấy năm đúng rồi. Tại này bay chơi bay chữ cộng sản nè, bay chữ ngu này ngu kia mà bay tốt giúp cuộc. Vì chứ người ta nói tụi bay nè. Ha. Ở trong nước này mà cộng sản nó ngu quá ha. Nó trồng trái cây trái cối bởi nó xích cho tụi bay ăn, bị giọng mới bệnh nó ngu vậy sao tụi bay ăn trái cây cộng sản gỡ quá vậy, tụi bay ăn sao bay không ăn bơm mò, nho xá lị đi, sao tụi bay ăn vú sữa, tụi bay ăn xoài, tụi bay ăn khế trong Việt Nam mà ăn chuối làm chi vậy? Cái đồ ngu nó trồng mà tụi bay đừng ăn, bay ăn vô bay ngu đó nghe không? Bay cái đồ ngu mà nó trồng đồ đúng đó, rồi đó. mày nói hai anh em tao khùng, nhưng mà thật ra tao thấy hai anh em tao nói thẳng á, hai anh em tao là khùng nhưng mà còn ở được trong cái mái nhà, chết còn trên đất nước của tao. Ai như mày chạy chết mẹ luôn, chạy không còn cái quần tà lọn mà để mà cặp mà chạy được. Tao lấy coi mấy cái hình tụi bay vượt biên, không còn cái quần tà lọn mà mặc mà chạy được. Nó khùng. Mà nghĩ gì nè anh ơi đó, em nghĩ dạ. Gì nè, em tưởng đâu nó đua càng của bển 40 mấy năm, mà tưởng nó ở mấy cái chục biệt thự đưa bển và thòi đứa nào nấy. Mà ra có người may mắn thì có nhà có cửa, có một số thằng thằng ở thì cũng vô gia cư chết cũng đỉ mẹ chứ hơn ai đâu. Rồi bên đó nó đời sống tụi nó cũng khổ lắm, mình cũng nghiên cứu kỹ cái đời sống ở bên đó dữ lắm. Em nói chứ không phải là nó không được như bên này đâu. Em nói anh đó, thấy không nè, tối ngày nó ngu nó chửi mình ngu bởi vì nó ngu mà ở Việt Nam trong đây nè, ăn đồ độc không à, mà đồ hại không à, Việt Nam ngu không à, mà Việt Nam thích trái cây đông lạnh đem bên Mỹ cho tụi bay ăn nó bển á, rồi đông lạnh lại gì tao để ba cái thuốc ở chổng ung thư ở chổng sức nó bển cho tụi bay ăn ngu chết cũng đi mẹ tụi bay chết luôn. Thì ví dụ nè, bây giờ hỏi gì tiền là sao, bây giờ nói ví dụ nói cho chuyện lớn hơn chứ chuyện xa xưa chút xíu đi, thì hồi đó Việt Nam mình ở miền Bắc với miền Nam đi, ví dụ như ở miền Bắc thì họ có những cái nhà viện trợ là của cái khối xã hội chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa thì còn có Liên Xô đồ Trung Quốc rồi, cái bên mình đó họ cũng muốn bành trướng cái xã hội chủ nghĩa ra, còn Mỹ thì viện trợ cho vậy.